Ghê quá. Ui, chay là cái con ghê ghê. Ui, con chi là Ăn cái gì đâu không à, ăn cái gì đâu không à. em chết mẹ hả? em bụng mẹ Cho mẹ ăn thử miếng này. dạ Thử thôi, không ăn nữa đâu. Mẹ. Hả? Rồi cảm ơn. Dở quá không ngon. Nhớ nữa. Đừng có ép tôi ăn. Rồi. Là lưỡi rồi. Đừng làm ăn gì thứ đe vàng răng mẹ đấy chạy. Đừng. Mẹ sẽ lấy nước mà uống vô để không bị vàng răng mẹ. Con đi, con ăn đi. Cái răng con là cái răng con là vàng dữ lắm rồi đó, là mẹ không thích rồi đó. Vậy mà con còn dụ dỗ mẹ ăn để vàng răng cho mẹ nữa. Con. Con. Gà. Gà. Đèn. Đi. Đèn. Đi. Đèn. Đi. Đèn. Nó đi chơi. Đèn. Đèn. Con. Con. Gà. Con gà đen. Dạ. Mà cô dũng vô thịt gà ngon vậy sao mà gà xem. Nấm mà nấm thôi đâu có gì nữa. Wow, nuôi này làm nuôi có phô mai rồi có kem sữa nữa. Đó mẹ, con nó đi nuôi. Hả? Xếp ở gì? Nấm ngon lắm mà chị. Nấm ngon mà ăn thử nấm đi nè. Wow, ngon quá. Đã. Wow, mời cô chú đi. Ui chào ơi. Không biết có ngon không mà cô dạ chỗ uống miếng nước nè, uống miếng nước. Không biết có ngon không mà cô chú nhìn chay ăn là thấy thèm luôn á. Uống hết luôn không? Thôi đừng uống hết để trừ bụng ăn đi. Chứ không mấy là chay uống được hết nước luôn nè cô mẹ chú. Hết nước nè. Mẹ uống hết hả? Để từ từ đi để mẹ ăn xong mẹ uống hết. Tại vì chay ưa thấy mẹ uống hết chai nước á nên là chay rất là thích bắt chước mẹ uống hết nước. Đó là một điều rất là tốt. Mẹ uống đâu mà. Chay là một đứa con nít mà Ngọc thấy uống nước đầy đủ và nhiều nhất. Tại vì thường thường á mấy đứa con nít tuổi này là nó ít chịu uống nước lắm. Gì con? Rớt cái xe này hả? Từ từ đi con ăn đi, chút mày dựng lên cho. Nên là mấy anh mấy chị cửa người ta mở thôi chứ không có gì. Nói nhiều chuyện nè. Nghe tiếng gì cũng hỏi nè, nhiều chuyện nè. Nên là... Ba mẹ. Hả? Ba. Ba đi rước lắc kỳ rồi. Cái gì vậy? Nên là cô chú anh chị nha, cố gắng. Yeah, dựng lên rồi, giỏi quá. Cho con em của mình uống nước đầy đủ. Thôi thường thường nít nó ít uống nước. Giống như chơi hai mẹ con khi uống nước với nhau, ví dụ vậy đó. Đúng không chay? Cái gì đó? Nuôi chấm tương càng, tương ớt ngon ghê chay. Nuôi mà chấm tương ớt chinh su ăn đỡ ngán. Ừ, đúng rồi, nó là chú. Dê. Hơi uống chú kìa. Hả? Hơi uống chú kìa. Nói gì mẹ không hiểu vậy? Hả? Hả? Mẹ. Ừ. Wow. Ngon không? Mẹ ăn hết hả? Ừ. Mẹ buồn hết nước nha. Mẹ hết. Rồi mẹ uống hết nha. Dạ. Con kêu mẹ ơi cố lên. Cố lên. Con nói mẹ ơi cố lên. Cố lên. Cố lên, ok.
Giỏi quá, mẹ giỏi không con? Mẹ giỏi không? Mẹ đi lấy nước cho Trang uống nha. Ngon rồi chưa? Mẹ chút. Mẹ ơi, cố lên. Uống nước không? Ngồi xuống mẹ cho uống. Ngồi xuống. Nói vậy chứ. Gì? Nói gì vậy? Muốn ngủ. Tại vì nhiều lúc người lớn mình không uống nước nhiều, cái nhiều lúc mình cũng quên á, nên là mình rất ít khi mình nhắc con nít uống nước theo luôn. Nên là phải ráng nhớ nhắc tụi nó uống nước. Nước nữa hả? Không ăn nữa hay gì rồi? Nước gì? Mẹ ơi cho con nước. Rồi uống nhiều vô nha, uống hết luôn nha. Uống nhiều vô cho cô chú coi nha. Coi cho cô chú coi cho uống nhiều nước cho cỡ nào nha. Vô. Nữa đi, uống nữa đi. Mẹ hát nữa mẹ. Gì kêu bắt mẹ uống nước, hết nước nữa hả? Mẹ hát nữa. Rồi mẹ uống hết nha, ok. Chuyện nhỏ, cái gì chú uống nước là chuyện nhỏ. Giờ vô nè, 1, 2, 3, vô. Vô. Yeah, vỗ tay cho mẹ đi. Mai mốt chị cũng phải uống nước như vậy nghe chưa. Yeah. Hả miệng nha. Rồi xong rồi, bây giờ Trang không ăn nữa phải không? Con ăn nữa chi? Con ăn nữa không? Dạ. Ăn nữa thì ăn đi. Yeah. Ăn đi, không có phá. Giờ tới giờ phá rồi đó. Đúng rồi. Đó, mà mốt phải uống nước hết giống như mẹ nghe chưa? Đây, ai buồn chục, đây. Rồi ăn xong chưa? Không, không ăn nữa. Giờ chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Chào chú. Chào cô chú, mình phải nhìn mặt cô chú đàng hoàng chứ. Chú. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Chase Sky Hoya. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Bye bye. Ủa qua cô chú ngay rồi. Ai tính đến bảy? Ủa qua. Không được. Cái đó là đất sét đó, không được ăn. Yêu. Con giỡn mặt gì hả trời, yêu. Cái gì con nói gì? Con nói gì? Mẹ đưa cho con trái chôm chôm, con nói sao? Một trái mẹ. Một trái à. You're welcome. Ăn. Ừ, mẹ lột ra. Con ăn nhiêu con ăn, còn ăn không hết mẹ ăn. Mấy trái rồi, đếm ra mấy trái rồi. Một, nhỏ mẹ. Ít. Nhỏ. Mấy trái rồi. Nhỏ. Rồi, hết rồi đó. Hết rồi đó. Đếm coi mấy trái. Một. Đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trái chôm chôm. Đúng không? Đúng 6 trái chôm chôm không? Đó, giờ ăn chôm chôm cho cô chú coi. Dạo nên hết ghiền sầu riêng rồi, qua ghiền chôm chôm. Nhớ mùa chôm chôm trước. Phải không chay? Mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Phải không chay? Trời ơi, con ăn kìa. Ngay từ từ thôi nha. Nghe chừng gần lại quấy mặt cho cô chú coi, gần lại có mặt xấu xạo à.
ớn ba chưa? Ớn ba chưa? Đó, ăn ngon là ba làm vậy đó. Ăn ngon làm sao? Không được đâu. Sao không được? Không rửa tay nha. Hả? Úi trời trời trời, ăn mà ai cho mắc mũi rồi còn bỏ vô đây nữa, dơ vậy. Ngon quá. Con nói đi, trái chơm chơm. Con nói đi, chơm chứ. Ba mẹ. Hả? Không. Hả? Con nói trái chơm chơm. Hết chơm chơm rồi. Hết chơm chơm rồi, ráng ăn hết đi chứ, cái này còn mà. Con này nè. Mời ba ăn cho. Nữa mẹ. Rồi nữa. Con mời cô chú chưa? Hết mẹ. Ừ, hết rồi đó. Mẹ hết nhỉ? Ừ, mẹ ăn hết rồi. Con nói trái chơm chơm. Ai cô? Ai mua chơm? Con nói đi, ai mua chơm? Ai chơi chơm? Tôi bán chơm cho. Ai chơi chơm cho? Đau. Đau, đau, ừ, đau. Đau mẹ. Đau, 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 đau. Đau chị. Hả? Quá ngon. Ngọt không Vân? Chay chay là khoái ăn chôm chôm, khoái ăn mít. Khoái ăn chôm. Hello mẹ. Hả? Hello. Hello chi? Ngồi im đó, ngồi im đó mày lấy cho. Ngồi im đó mày lấy cho. Ngồi im đó mày lấy cho, giờ muốn gọi ai? Ngồi xuống đó. Biết chào mau. Ờ, biết chào mau. Con biết chào mau mà. Không biết chào mau nữa hả? No. I just love talking to you. Talking to you. Làm gì? We can tackle any task. Okay. Okay. Okay, Mickey Mouse. Okay, Mickey Mouse. Ừ. Mickey Mouse. Ừ, Mickey Mouse. Ừ. Okay, Mickey Mouse. Okay, Mickey Mouse. Okay. How can I help you? Okay. Okay. Hả ông cố hả? Đi uống cà phê. Dạ. Nói rồi uống cố uống cà phê đi. Sao mày gọi Mickey Mouse? Gọi Mickey Mouse hả? We can tackle any task. No. No. I just love talking to you. A cooking. Hả? You cooking. Sao? Con chơi chơi bác sĩ. Chơi bác sĩ gì? Chơi bác sĩ làm sao? Mẹ ăn hết. Ừ, con ăn hết đi. Mẹ ăn hết. Rồi, rồi, con là mẹ thấy mẹ ăn hết phải không rồi? Rồi, mẹ ăn hết à? Nó hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mẹ. Mẹ giỏi quá. Trời ơi. Nhớ mẹ ơi. Nhớ mẹ ơi, đúng rồi, ăn đây con. Nhớ mỏ ba kìa. Trời ơi, mua mà nho mà mua về hay chắc nó ăn lần nữa chắc hết nửa bịch nho. Cái gì vậy chay? Làm gì vậy chay? Are you being silly? Ai mượn con cắn nhiều quá không chi? Hay cắn. Cắn nhiều quá vô tới cái hộp luôn rồi. Đây nè, đây mày gõ là dễ ăn rồi nè. Đó. Quá. Đây nè. Đó, vậy là dễ ăn đó, ăn đi. Ừ, mày lấy cái hộp ra nè. Cái hộp nè. Không, cái đó lộn không được. Trời ơi, nó đòi lột cái này ra nè, con nghĩ sao nó nghĩ sao nó đòi lột cái này ra, chơm chơm mà nó đòi lột cái này ra. Lột theo tới Tết Congo á. Trời ơi, đó. Giống như là ăn thanh long mà nó đòi gỡ hộp vậy. Nhăn nhăn nhăn. Chua lắm. Cái gì chua lắm? Thôi coi, chua quá không chua.
ngọt ngai của người ta, chua chua. Đâu ạ? À? Ăn xong đi, đang giùm cái nghe. Bé mẹ. À. Oh she's sweet but she's oh she's sweet but she's psycho. Quá. Oh she's sweet but a psycho. Little bit psycho. At night she's screaming. Yeah. I love it when you call me Senorita. Tiếp đi. I wish I could pretend I didn't need ya, but every time it's true, la la la, it's you, la la la. Rồi chị, hát đi chị. I love it when you call me. Lấy cái hộp ra. Senorita. It's you. La la la. Who I should be running. Who you keep me coming for you. Đâu có gì đâu. Đâu à? Bay đi đâu? Trời ơi.